Hôm nay Thạch lại có cái kinh nghiệm này để chia sẻ và hướng dẫn cho anh em biết. Cái này cũng là một cái rất là lợi ích đối với những anh em mà khi đi mua xe Sport, thì Thạch nghĩ mình nên làm cái video clip này để hướng dẫn cho các bạn. Vì không phải ai cũng biết, mất công mình không biết làm những cái thủ tục này thì nó khó khăn, rất là khó khăn khi mà các bạn đi mua xe. Thì các bạn đã đăng ký kênh của anh Thạch chưa? Nếu như chưa thì hãy nhanh tay đăng ký để biết được nhiều, biết thêm về cái mà mình đang muốn sở hữu nó. Đó là xe hai thì, đặc biệt đó là xe Sport. Thì hôm nay Thạch sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ làm thủ tục như thế nào để đi rút được một bộ hồ sơ xe. Thì không riêng về xe Sport thì các xe khác cũng vậy, nhưng mà Thạch thì chuyên về Sport, cho nên hôm nay Thạch sẽ hướng dẫn cho anh em rút một bộ hồ sơ xe Sport. Thì Thạch đã bán cho một anh ở tận Đồng Nai, lại ở Đồng Nai nữa, một chiếc xe Sport. Mà chiếc xe Sport Thạch đã nói với các bạn, đó là chiếc xe Sport mà mang biển số 68D1 của Thạch. Mà Thạch đã up lên clip trước á, thì hôm nay Thạch đã bán cho một người anh ở Đồng Nai. Anh tên là Tâm, sinh năm 1975, ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì đường xá rất là xa xôi, cũng tin tưởng đến Thạch, cho nên giao hết trách nhiệm cho Thạch là rút hồ sơ xong mang xe lên cho anh thôi, thì anh đã chuyển khoản cho Thạch rồi. Anh em rất là tin tưởng, đã chuyển khoản cho Thạch, không cần xem xe. Thì Thạch được cái niềm tin tưởng của anh em rất là nhiều, đặt cho Thạch thì toàn là khỏi xem xe, là giao hết cho Thạch, giấy tờ các thứ lo hết cho anh em. Thì đã rất nhiều anh em đặt niềm tin vào Thạch, và Thạch đã làm tròn bổn phận của mình đối với anh em. Chưa có một ai mà đặt niềm tin vào cho anh Thạch mà phải phàn nàn về những việc mà anh Thạch làm. Thì anh Tám hôm nay cũng vậy, đã đặt niềm tin cho anh Thạch, không cần xem xe, đã chốt chiếc xe 68D1 13370 của Thạch. Thì hôm nay Thạch sẽ hướng dẫn cho các bạn rút hồ sơ, tại vì Thạch đã rút hồ sơ rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có hướng dẫn cho anh em. Thì rất là nhiều anh em hỏi Thạch là những thủ tục như thế nào và mình nên làm như thế nào để rút được một bộ sơ xe. Thì hôm nay Thạch sẽ làm luôn cho anh em. Đầu tiên là cái quan trọng nhất. Đầu tiên quan trọng nhất để rút hồ sơ thì hai người đi ra, một là văn phòng công chứng nha anh em. Ra văn phòng công chứng để công chứng giấy mua bán xe, hoặc là chứng giấy mua bán xe tại địa phương, huyện hoặc là xã nơi mà chủ xe cư trú cũng vẫn được. Thì Thạch ở huyện, cho nên Thạch đã công chứng cái giấy mua bán này tại huyện của Thạch. Đó thì mình cần là công chứng mua bán trước. Và tiếp theo là cà vẹt xe. Thì đây là những thủ tục nha, là một giấy mua bán cho tặng xe nào, hoặc là công chứng đó, và một cà vẹt xe. Tiếp theo là chứng minh nhân dân của người chủ mới nha, và hộ khẩu, là hai cái photo không cần công chứng. Thì ở tùy theo nơi, có thể là cán bộ đó cần là cả chứng minh lẫn hộ khẩu luôn, có nơi là chỉ cần chứng minh nhân dân photo là rút được. Tại vì các bạn biết sao, những nơi mà cần hộ khẩu là những nơi đó người ta kỹ, người ta sợ là cái giấy nơi mà đăng ký hộ khẩu thường trú ở trong chứng minh không trùng khớp với hộ khẩu photo, thì người ta phải cần như vậy. Còn nếu như mà các bạn biết rõ và chính xác là hộ khẩu và chứng minh photo này trùng khớp với nhau là ok, chỉ cần chứng minh này thôi là mình sẽ rút hồ sơ được. Thì có
một giấy mua bán, một chứng minh photo và một cà vẹt chính nha anh em, và một cái biển số luôn, tại vì khi mình có hồ sơ là cán bộ nơi đó sẽ giữ biển số ở tỉnh người ta lại và chuyển hồ sơ đi tỉnh khác, mình về mình nhập sang tên lấy biển ở tỉnh mình. Và tiếp theo thì mình sẽ đi cà số khung số máy để làm thủ tục rút hồ sơ. Rồi giờ Thành sẽ qua cà số khung số máy nha. Rồi thì đây là chiếc xe mà hôm nay anh em mình sẽ đi rút hồ sơ. Thì con này Thành đã bán về Đồng Nai cho anh Tấn này. Thì giờ Thành hướng dẫn cụ thể luôn nha, hướng dẫn từng chi tiết luôn cho anh em biết luôn á. Mình sẽ cài khung số máy, mình sẽ cài hai bảng số khung và hai bảng số máy, và cài anh em nhớ cài cho nó rõ nha, cài mờ 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 là người ta không cho mình bút nữa. Rồi, cà phải cho rõ như vậy. Và cà số máy. Số máy xì bò thì nằm đây, hơi khó cà tí. Rồi, thật ra cà xong số máy. Đó, vậy là Thạch đã cài đủ hai bản số khung và bản số máy. Thì bây giờ thủ tục mình đã xong, giờ chỉ cần mang vào công an ghi giấy khai di chuyển đó là xong. Hai bản cài số khung, hai bản cài số máy, cà vẹt xe, chứng minh chủ xe mới và giấy mua bán cho tặng xe. Tháo luôn bản số luôn nghe nè. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã có đủ những thủ tục để mình đi rút hồ sơ. Thì bây giờ Thạch sẽ vào công an xin giấy di chuyển xe. Công an huyện Đắk thì ở gần nhà Thạch luôn, đi vô chừng 100m là tới. Thạch ở ngay khu vực là toàn cơ quan nhà nước luôn, là Thạch ở ngay trung tâm nha anh em. Đây thì thủ tục mình vô giấy khai sinh di chuyển nha anh em, giấy khai sinh di chuyển. Thì những cái này là hỏi địa chỉ và những cái liên quan tới xe của mình thì mình ghi rõ vào đây, thì có nơi dán số khung, nơi dán số khung, nơi dán số máy nè, đó thì mình sẽ dán vào đây. Giờ Thạch sẽ ghi nha. Thạch đã ghi xong giấy và dán cái số máy xong hết rồi. Hai bản giấy xin sang tên di chuyển, một mua bán cho tặng xe, một cái vẹt xe, một cái photo và một biển số. Rồi bắt đầu
nộp vào phòng rút hồ sơ. Rồi thì giờ Thạch đã làm xong nhiệm vụ, mình nộp những cái đơn từ đó vào để xin rút hồ sơ, thì ở cán bộ người ta sẽ kiểm tra là xe mình đúng có hồ sơ, thì người ta sẽ ra mình cho mình một cái giới hạn, hẹn ngày mình đến lấy hồ sơ là xong. Rồi khi mang hồ sơ về nhập thì clip sau Thạch sẽ hướng dẫn cho anh em là khi mình cầm hồ sơ gốc trên tay thì mình nên làm những thủ tục gì để đi đăng ký mới lại, thì clip sau Thạch sẽ gửi đến cho các bạn. Thì clip này Thạch đã làm xong, thì thủ tục để mình đi xin rút hồ sơ xe như thế nào thì Thạch đã làm chi tiết cho anh em xong. Thì hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Clip sau Thạch sẽ hướng dẫn cho anh em là làm thế nào để cầm hồ sơ di chuyển ở tỉnh khác về tỉnh mình, và làm những thủ tục gì để đăng ký mới lại. Rồi Thạch xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở clip sau.